À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Thì ngày hôm nay em sẽ lên một cái số mẫu dây tín hiệu hay còn gọi là dây AV tầm trung cho tất cả các bác cùng tham khảo và lựa chọn nhé. Thì những cái dòng dây này thì có những loại thì bên em chỉ còn một cặp, có những loại thì bên em về cũng 5-7 cặp thì nó cũng sẽ tùy. Thì bây giờ các bác sẽ cùng Huy Cường Audio đi vào chi tiết từng sản phẩm. À rồi, trước tiên thì em sẽ đi vào cái mẫu em còn một cặp. Cái này không phải là còn một cặp mà em về được có một cặp thôi. Đây. Trên tay em càng cầm đây chính là một cặp dây tín hiệu dây bạc của Pháp nha. Đây, dòng này nó chính là dòng dây Audio Meca. À đâu Audio Sert đây. Các bác nhìn chưa? Đó. Audio. Đó, Audio Sert này, các bác nhìn chưa? Đó, rất là chất lượng nha. Đầu rắc bông sen của nó đây. Đấy, chân rắc là đều được mạ vàng công nghiệp 24K và lõi dây là lõi bạc. Đây các bác nhìn này. Đó, bạc của nó chất liệu bạc cực kỳ là sáng nha. Dòng này thì những bác nào mà đang thích tiếng chép lo bay bổng một chút, tiếng chép sáng tiếng thì các bác thể lựa chọn dòng dây tín hiệu của Pháp như thế này. Dây này thì bên em về của nó là hàng nguyên bản nguyên zin cho anh em chơi nhá. À, các bác nhìn chưa? Đó, hàng nguyên bản nguyên zin. Dài 1 mét thôi. Và loại này thì em chỉ có một cặp duy nhất. Đấy, bác nào lấy thì em tính cho các bác là 1.400.000 nha. Đấy, 1.400.000 một cặp. Đấy. Đấy, dòng này thì khá là hay ở cái giải chép rất là sáng và rất là bay bổng như dòng dây tín hiệu của Pháp này. Tiếp đến thì nó là dòng dây tín hiệu của Đức VKBT. Dòng này thì em chỉ có một cặp duy nhất là về được một cặp nha. Đây em sẽ quay cho anh em xem. Đó, dây này thì nó cũng là dòng dây đã qua sử dụng ở bên nước ngoài rồi. Đó, VKBT hàng của Made in Germany này, các bạn nhìn chưa? Đấy, đầu rắc bên này cũng vậy này. Đó, đầu rắc VKBT của Germany. Đó là đầu rắc của Đức nha các bác. Đó, rắc bắp chuối, à đây rắc AV của nó đây. Nó cũng là rắc VKBT nha. Dây nguyên dây và rắc là hàng nguyên bản nguyên zin và nó có chiều dài là 1 mét thôi nha các bác. Đấy, cấu tạo của nó này. Đấy, nó là loại dây bạc đan xoắn như thế này. Cặp này thì giá cũng khá là cao, 4.500.000 một cặp dây tín hiệu VKBT như thế này nha. Đó. Lâu lắm rồi thì em mới về được có một cặp thôi, chứ nó cũng không có về được thường xuyên về cái dòng dây tín hiệu VKBT như thế này đâu. Đấy, riêng dòng này cái lớp chống nhiễu của nó các bác thể thấy này, cực kỳ là chất lượng nha. Đấy. À, dây cực kỳ là hay trong cái tầm giá này. 4.500.000 một cặp. Duy nhất một cặp thôi. Đấy. Rồi, thì chỉ có hai mẫu này là em chỉ mỗi loại là em còn một cặp thì em bán cũng giá cũng rất là tốt cho tất cả các bác rồi. Tiếp đến thì em sẽ đi các bác về cái dòng dây tín hiệu của Chambaran. Đấy, dòng này thì hôm nay về được 4 cặp nha. Đây. Đây chính là trên tay em đang cầm đây chính là một cặp dây tín hiệu Chambaran. Đây các bác nhìn chưa? Chambaran Audio Textiloy. Đó, mã sản phẩm của nó là TPCL2. Đây các bác nhìn chưa? Và dây thì nó sẽ đi theo điều hướng mũi tên như thế này. Dòng này thì nó là dòng dây đồng nguyên chất nha các bác. Đấy, dây đồng nguyên chất và đầu rắc của nó các bác nhìn thấy chưa? Nó là một trong dòng dây đã qua sử dụng ở bên nước ngoài rồi nhưng mà đầu rắc còn rất là ok, các bác có thể thấy được. Đó, Chambaran dài 1 mét hàng nguyên bản. Dòng này thì chiều dài hơn thì bên em cũng không có đâu các bạn, chỉ có 1 mét thôi. Thì bác là có nhu cầu thì alo cho em về cái dòng dây tín hiệu này. Thì tiếng bát của nó rất là sâu lắng, bát gọn gàng mềm mại cho tất cả các bác nha. Bát sâu, tiếng rất là hay, trung trầm ba dài cực kỳ tuyệt vời. Đó, cặp này giá của nó là 1.300.000. Dây tín hiệu Chambaran. Đấy, hôm nay em về được 4 cặp nha. Chỉ có 4 cặp dây tín hiệu này. Đấy. Rồi, tiếp đến thì nó sẽ là một dòng dây tín hiệu của XLO. Dây tín hiệu XLO như này đây, bên em về đây. Đó. Các bạn nhìn chưa? XLO của USA này. Đấy, các bạn nhìn chưa? XLO của USA nha. Đấy, dòng này series của nó các bác có thể nhìn thấy chưa? Đấy, XLO HT series HTCV FPC. Đó, Ultra, các bạn nhìn chưa? Đó, dây thì mọi chi tiết thông số nó đều in ở trên dây như thế này. Và ngay từ bên ngoài là các bác có thể thấy được cấu tạo lớp giáp chống nhiễu của nó là những lớp giáp mạ bạc chống oxy hóa cho các bác nha. Đấy, những lớp giáp mạ bạc. Đầu rắc cũng là đầu rắc của XLO. Đấy, dây bãi đã qua sử dụng ở bên nước ngoài rồi. Đấy, các bác nhìn chưa? Đó, đây. Đó, dây em về hàng nguyên bản của nó. Thì một cặp dây tín hiệu XLO như thế này bên em về giá cũng rất là tốt. Chiều dài 1 mét của nó thì giá bên em vẫn bán các bác là 1 triệu đồng một cặp. Đấy, 1 mét rưỡi là 1.2 triệu. Thì giá là sẽ bao ship cho tất cả các bác. Đấy, dòng này thì dàn âm thanh em bác nào đang dư bát, bát đang
lặng tiếng thì các bác thể chơi dòng này, tiếng nó thanh thoát hơn. Đấy, tiếng nghe chim chép nó sẽ cải thiện tốt hơn rất là nhiều cho tất cả các bác. Đấy, các bác nhìn ra cặp dây tín hiệu XLO cực kỳ là đẹp. Đấy. Rồi tiếp đến đó là cái dòng dây tín hiệu Acouphase. Dòng này nó là dòng dây Acouphase AL10 nha. Đấy, dòng này thì nó cũng khá là phổ thông rồi. Thực ra thì cũng rất là nhiều shop người ta bán cái dòng dây tín hiệu Acouphase như thế này. Đấy. Đây, dây thì nó cũng là hàng siêu lướt về cho tất cả các bác này. Cực kỳ là đẹp này. Đó. Đầu rắc này các bác nhìn ra, mới 100% luôn. Đấy, các bác nhìn chưa? Đầu rắc của nó mạ vàng công nghiệp 24K. Đây. Em sẽ quay cái chữ trên thân dây đây. Cái dòng này này thì chữ trên thân dây này nó chỉ có dây Acouphase Audio Copper như này thôi nha. À, dây này thực ra thì nó là đi theo máy thì cũng khá là nhiều nơi người ta lấy ra người ta bán, thì bây giờ tự dưng là nó lại thành phổ thông. Đó. Tức là những dòng này thì những bác mua những đầu con âm ni hay đầu CD thì nó sẽ tùy loại nha. Đấy, đầu CD âm ni thì nó sẽ tùy loại và nó sẽ tùy loại đi kèm cho các bác. Đấy, như cái cặp này thì shop người ta nhiều shop người ta vẫn bán là 2,7 triệu, 2,8 triệu nha. Có chỗ thì 3 triệu. Bên em bán cặp này chỉ có 2,2 triệu thôi. Đấy, em về được khoảng 8 cặp này, 8 cặp dây tín hiệu Acouphase như này nha. Đó, 2,2 triệu một cặp, dài 1 mét nguyên zin, hàng lướt cho tất cả các bác. Đó. Tiếp đến thì nó sẽ là cặp dây tín hiệu Music Variety của anh. Đây, các bác nhìn chưa? Đó, là các bác nhìn Musical Variety hàng made in UK. Đây các bác có thể thấy được này. Đây. Đó, đây chính là cục chống nhiễu của nó này, các bác nhìn thấy chưa? Hàng made in UK viết tắt của Anh Quốc nha. Đầu rắc của nó đây. Đầu rắc của nó là đầu rắc nguyên bản như thế này. Dây này cũng là dây bãi đã qua sử dụng ở bên nước ngoài. Đấy, riêng dòng này thì tiếng cực kỳ hay nha. Này, đây, các bác nhìn Musical Variety. Đấy, đây đầu rắc của nó đây nha. Đấy, cũng khá cũ rồi. Đấy, nói thẳng với các bác là dây này thì nó dây bãi về cũng hơi cũ hơn so với những dòng khác nha. Thì giá thành thì đương nhiên nó cũng sẽ tốt hơn vào so với những dòng dây nó đẹp hơn. Đấy. Dòng này thì được cái đó là dây thì nó sẽ chống nhiễu một chiều và dây thì nó có cục lọc nhiễu như này. Đấy, để cải thiện tốt chất âm cho tất cả các bác nhé. Riêng con này chất âm cực kỳ là hay. Đấy, em đánh giá cao cái thằng này này. Đó, giá là 2,8 triệu một cặp nguyên zin. Đấy, dây về là nguyên pin zin dây bãi đã qua sử dụng rồi. Đấy. Dòng này thì ba giải rất là hay, đều gọn gàng. Đấy, tiếng cực kỳ mềm mại nha, tiếng rất là thanh thoát cho tất cả các bác. Về cặp dây tín hiệu Music Variety như thế này. Đó, đây các bác thể thấy được cặp dây của nó đây. Chống nhiễu rất là ok. Đấy. Rồi. Giá 2,8 triệu dây đấy thì cũng chỉ có chiều dài là 1 mét thôi. Thì hôm nay em về được những cái mẫu như này đây thì bác là có nhu cầu về mẫu sản phẩm nào. Đấy, bác chơi làm sao nó vừa túi tiền của mình nha. Đấy, đừng có đặt hàng rồi lại bom. Đấy. Thực ra thì em cũng tháng này là hình như là bị 3 đơn rồi đấy, bị 3 đơn bom mới được có mười mấy ngày đầu tháng thôi. Bình thường khi bán cả tháng chả bao giờ bị một khách nào. Đấy, nhưng mà cái tháng này đấy cũng đúng gặp 3 khách. Đấy, toàn ối rồi ôi không. Đấy, thì bác là có nhu cầu, thực sự nhu cầu mua, thực sự thiện chí lấy hàng thì các bác alo cho em qua số điện thoại 0775264888 của Huy Cường Audio. Đấy, thì bây giờ sẽ gửi hàng toàn quốc miễn phí vận chuyển cho tất cả các bác. Đấy. Các bác lưu ý giúp em, những sản phẩm như này thực ra là em không bắt các bác cọc nha, không bắt các bác cọc, nó rất tầm tiền thôi. Đấy, nhưng bác là thực sự là thiện chí mua, thực sự là có nhu cầu thì các bác hãy alo cho em. Đấy, đừng đặt hàng rồi lại bom. Em Huy Cường Audio xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp.